Xin chào cụ, hôm nay nhà em lại giới thiệu với các cụ một mẫu cần tay nội địa Trung nữa. Thì con này cùng hãng với con Bạch Kinh Thiên, thì hãng của nó là hãng ZTIL. Đó, thì con này là dòng cao cấp hơn con Bạch Kinh Thiên một chút. Thì con này có đặc điểm như thế nào và bên trong ra sao thì sau đây em sẽ xin mô tả sơ qua để các cụ xem. Thì đây, thì con này cũng thuộc hãng ZTIL như kiểu trên thân của con Bạch Kinh Thiên nhá. Thì đây là bao đựng cần. Đó. Thì con này hàng nó là cao cấp hơn. Thì xét theo tổng thể của nó thì con này là có màu xanh trắng này. Đó, cụ đây. Đó, thì đây là nút đối trọng của dòng săn hàng này. Đấy. Đấy, cái đối trọng. Chỗ này sẽ được kim loại này. Đây nút này. Đó, màu xanh trắng này. Đây. Đẹp này. Đây. Biểu tượng ZTIL đây. Đấy, như con Bạch Kinh Thiên. Đây. Đây, được phun sơn 3 lớp thì lên là nó rất là sáng luôn nhá cụ nhá. Đấy. Đây. Tất cả thông tin nó đây. Trên thân cần đây. Đó. Màu trắng ở trên đầu cần đây, nút đối trọng này. Đó, nút đối trọng cũng rất là đẹp luôn này, làm rất là tỉ mỉ này. Còn bên trong của nó đây, đầu săn hàng này, ngọn con này phải đến 1.6 mm rồi. Lòng thứ hai này đã sơn chống nổ này. Cả con rất là sáng luôn các cụ nhé. Đây. Cả con này. Sáng luôn à. Đó, lóng ba cũng được sơn gia cố một lớp sơn chống nổ cũng là màu trắng nhá. Thì tiện đây thì em cũng sẽ xin ra cần cho các cụ xem như sau. Đây là em sẽ lấy con 6m3 ra để xem độ cong thẳng và giãn nở của nó. Đấy, như trên video các cụ thấy carbon của nó rất là đẹp luôn. Đây là toàn bộ cây 6m3 sau khi em đã ra cần xong. Đây, cần thẳng tắp bé cụ nha. Đó, em lắc sang hai bên này. Lại lên lại xuống nè. Nó con này rất là đẹp luôn này các cụ này. Đấy, thì đây là khi ra cần, sau đây em sẽ xem luôn cái độ dày của các lóng. Đó. Cái phía này của nó giống như kiểu các con dòng săn hàng này, thì cũng có một cái đôi trọng rất là to phía dưới này. Đây này. Đây là độ dày các lóng nhá, cụ nhá. Đấy. Còn đây là các rãnh chống nổ, chống bó cứng của nó này. Đây. Cụ xem này. Như vẫn là đàn lượng carbon ở dưới của nó là hết trơn và sáng này cụ này. Đấy. Đẹp luôn nhá cụ nhá. Đấy.
Thì con này nhà em cũng bán này thì nó sẽ có kèm theo một ngọn này. Các lóng thay thế của nó thì nhà em vẫn còn sẵn rất là nhiều luôn nhé. Đó, thì gãy hay như nào cứ báo em thì em sẽ gửi bán cho các cụ. Đấy, còn đâu thiếu ngay cả lóng gốc này đôi khi cũng có thể order được nha các cụ nhé. Đó, đây là tất cả toàn bộ về cây cần này. Thì cây này có tên là Chiến Thần Trung Cực. Đấy, cái nút trọng nó mà đôi trọng kim loại này đẹp luôn đó. Xin chào các cụ, hẹn gặp các cụ ở các video tiếp theo của nhà em nhé.